Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Đây chúng tôi đứng ở chỗ này là giáp với cái núi ở bên Long Hải nha quý vị. Mấy cái dãy núi là bên Long Hải này. Thì chỗ này đường bê tông rộng rãi này, có cột điện ô tô tránh nhau này, phân lô các thứ này. Dân cư ở thì cũng tương đối ở nha quý vị. Khá nhiều dân cư ở nha. Nhà dân này. Đó, đường này là ô tô tránh nhau thoải mái nha. Thì cái này có một cái lô đất hơn 500 mét vuông, 562 mét vuông nha quý vị. Cái chỗ này cột mốc thì là từ đây theo cái hàng gạch này đi đến đằng sau kia có một cái đường mòn, tí nữa tôi sẽ quay cho quý vị xem đường mòn. Đường chính ngoài chính này thì là bê tông rồi. Đó, là ngang 10 mét nha quý vị. Đây, chỗ này. À, đến cái ranh thứ hai này là hai hàng gạch này đã xây ranh giới rõ ràng rồi. Ngoài này cột điện trồng rồi ở khu dân sinh đây rồi. Chỗ này thì là đường đi vào trong cái nhà mấy nhà dân trong kia nữa, đây có cái nhà vườn này. Đó, họ có thể trồng cây. Thì lô đất này là 562 mét vuông. Hiện trạng theo thì đang là đất trồng cây. Quy hoạch thì là đất thương mại dịch vụ. Ở đây ở Long Hải có một số chỗ vị trí quy hoạch chưa đất thương mại dịch vụ, quý vị có thể lên đất thương mại dịch vụ và xây nhà thoải mái nhé. Xây nhà thì theo cái kiểu thương mại dịch vụ. Thì cái lô đất này chủ đang bán chào bán với cái giá là 2 tỷ 3. 2 tỷ 3 thì đâu đó tương đương với 4 triệu, hơn 4 triệu một mét vuông. Ở đây mà đất thổ cư thì người ta bán 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu tùy theo vị trí đường. Còn đất thương mại dịch vụ này thì giá như thế này thì cũng rẻ bằng có nửa, một nửa đất ở thôi. Đang đi đằng sau cho quý vị xem cái đường dân sinh ở đằng sau, nó là đường mòn, đường đất. Nhưng mà cũng có nhà ở đây này. Nhà này là xây trên cái đường mòn. Vậy là lô đất của mình hai mặt đường nha quý vị. Hai mặt tiền thì cái mặt tiền đường bê tông thì hướng vào núi. Còn mặt tiền đường này nếu mà làm mà đổ bê tông ra thì hướng về phía biển. Hướng này hướng ra biển. Bên này đối diện này thì có cái chỗ này là cái đường này, mặc dù người ta rào ra ngoài, người ta rào ở đây nhưng mà cái ranh của lô đất của mình thì đến đây. Thế nên nếu mà sau này nếu mà giả sử có làm thì phía ngoài hàng rào này mình có thể rào lui lại. Đấy, có cái đường dân sinh đi vào trong nhà kia, là cái đường dân sinh này đi qua mấy cái nhà này, nên chung quy lại là cái đường này không không có thể bỏ được nhá. Đường này chưa hiển thị trên 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 cái sổ đất nên chúng tôi quay kỹ một chút để quý vị có thể hình dung được cái đường này là đường tự mở. Tuy nhiên đường tự mở mà dân đi qua đi lại thế này thì cũng sẽ không hủy được. Bao giờ cập nhật vào sổ thì cái việc đấy đổi sổ hoặc là các thứ thì người ta sẽ cập nhật thôi. Đấy, cái danh của lô đất thì đến cái theo theo như là cắm mốc địa chính thì người ta xây dựng là chỉ được đến cái hàng hàng gạch này thôi. Còn cái này là cái danh cũ người ta rào ra ngoài này. Thì lô đất này cái giá này cũng không không hề đắt quý vị. Nó có một chút cái này cũng nói để quý vị rõ lên, để sau này đỡ đi xem đất rồi lại mất công đi về. Đó là cái lô đất này, phía đằng kia nó có một cái đường đi vào trong núi kia, thì cái đường đó nó đâm vào lô đất đó, chính vì vậy nên nó có cái việc là giá nó cũng rẻ hơn một chút so với xung quanh. Còn lại là nếu mà lô đất không bị đâm đường thì có thể giá nó cao hơn. Đây là 562 mét vuông, ngang 10 mét, sâu 59 mét, chỗ cạnh dài nhất, cạnh ngắn hơn là sâu 54 mét hay gì đó, nên được 562 mét vuông. Quy hoạch là đất thương mại dịch vụ. Đó. Cái lô đất của mình là từ cái hàng ranh bên này đến cái cột điện kia. Ngang 10 mét, trước mặt là có cái đường này. Đó. Thì đường xá thì thoải mái rồi, rộng rãi rồi. Phía bên này thấy người ta còn làm như là kiểu như là nhà chòi, homestay này, nhỏ nhỏ như làm cái thí điểm. Bên này thì thôi thấy xây trụ rào này, ông ấy trồng mấy cây xoài. Đó, chưa chưa xây dựng gì. Né bên này thì vào trong một chút thì lại là quy hoạch đất thổ cư nhá, quy hoạch phù hợp. Né bên này thì lại thương mại dịch vụ. Đó, dân cư thì ở quanh đây là ở nhiều đấy nha quý vị. Phía này cũng có dân cư mà phía này thì cũng có mấy cái nhà mái ngói mái thái này. Đó, xa xa đây này, không xa đâu, đi vào đây 50 mét. Đây thì có vẻ như là có một cái đường lên núi đấy sao này. Bên này thì là một lô đất, bên này thì là một lô đất. Lô đất bên này người ta có làm cái nhà chòi nhỏ nhỏ như là mấy cái kiểu condotel, à quên, không phải condotel mà là dạng dạng farm farm tây làm cái module.
cái nhà này làm như cái nhà sàn nghỉ dưỡng, đằng sau là nhà vệ sinh nhỏ nhỏ, đằng trước thì để ngủ, rất là hay. Thì thông tin thì là như vậy, quý vị cần thêm về sơ đồ, cần thêm về vị trí Google Maps thì alo chúng tôi sẽ gửi qua Zalo cho quý vị. Còn quý vị cần thêm thông tin gì thì có thể alo chúng tôi. Ngoài ra thì quý vị có thể góp ý xem là video mà cần chi tiết những cái gì thì sau chúng tôi sẽ bổ sung thêm những cái chi tiết vào các video sau. Để quý vị nào mà quan tâm đến bất động sản ở Bà Rịa Vũng Tàu mà cần tư vấn thì chúng tôi vẫn tư vấn cho tất cả các sản phẩm khác, kể cả của dịch vụ khác, chúng tôi sẽ vẫn tư vấn cho quý vị một cách đúng đắn nhất với những thông tin mà chúng tôi có. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân cảm ơn sự theo dõi video quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau.